Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay là video số 160 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 38 mã hàng ha. Nó gồm có là cối phụ, cối rời nha, một ít cần, một ít máy ha. Giá bán trong video được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Hôm nay video nó có hơi nhiều hàng xíu. Thử ra xin phép cả nhà là em quay lướt lướt qua nha cả nhà. Cái nào đẹp thì em sẽ quay lướt lướt qua, cái nào xấu thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho cả nhà xem ha, chứ để tiết kiệm thời gian của cả nhà. Cả nhà ngồi xem mà em quay kỹ lưỡng cái số hàng này không phải là hơn một tiếng mấy, ngồi xem rất là mệt, rất là chán luôn. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cái mã số 1 nha cả nhà. Mã số 1 em có cái cối của con Anod nha, Anod XT 2500. Có này gắn dừa cho size 2000 và 3000 nha cả nhà. Có sâu. Nó có một số dòng Anod này mà có nông á. Cả nhà thấy lấy cái cối này về mình thay vào ha, để vô nhiều dây ha. Rồi, cối này đẹp nha. Rất là đẹp. Mới tin. Rồi, có này mã số 1, giá bán là 250 bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 2. Mã số 2 có Sephir CI4 C3000. C3000S của năm. Có này cũng vậy, rất là đẹp, đầy đủ lưỡi gà hết nha. Lưỡi gà chận cước, gà cước đầy đủ hết. Rồi, đây mã số 2, giá 280 bao ship ha. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 có một cái cối là con Nasi 3000. Dòng này như bà sĩ Nasi 208 2010 gì nha cả nhà. Cái chữ này như của 208 thì phải. Dòng này của 208. Rồi, có mới tin nè ha, đầy đủ nha, gà cước, lưỡi gà đầy đủ. Lưỡi keng à. Số đẹp cực kỳ. Không bài, không có lem, không có gì hết. Rồi, đây là mã số 3, giá 280 bao ship nha các nhà. Tiếp đến mã số 4. Mã số 4 có của Biomaster. Đây là Biomaster SW4000XG ha. Có mới tin luôn. Chữ nghĩa thông số gì đó không mới tin nữa ha, không có bài, không có chóc, không có gì hết. Đấy. Có mới tin luôn nha, mới kèn luôn á. Rồi, mã số 4, giá bán là 600 bao ship nha các bạn. Tiếp đến là mã số 5. Mã số 5 có một cái cối Biomaster. Con này là con Biomaster 4000S ha. Đây cũng mới kèn luôn. Nhìn có con máy này mà mình bị xấu cái cối thì mình mua mình bỏ vào. Rồi, mới keng luôn nha. Đây mã số 5, giá bán là 400 bao ship nha. Đầy đủ nha cả nhà. Gà cước nè. Lưỡi gà đó. Tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 có cối Tewin. Tewin XT 8000 ha. Cối này thì cái viền cối đẹp nè. Đây cái mép cối rất đẹp nha. Mép cối đẹp nè. Cái thân cối thì cũng đẹp nè.
Trong đây thì nó hơi bị ố nha. Trong đây thì nó vào dây đánh thôi, thoải mái, không ảnh hưởng gì. Rồi, về mã số 6 nha. Giá 250 bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 có một cái khối lượng Tiga 6.000. Khối này nó y chang như khối Tây Win đó. Đây là mắt khối đẹp nè. Phần khối cũng đẹp nè, thông số rõ ràng, không có bay không gì hết. Đây cái bụng này cũng có hơi ố ố nè, có dấu hiệu nó ố ố nè ha. Em cũng không làm biết, không lấy dây ra làm gì, không có kiểm tra. Nhưng mà nói vậy là nó bị ố rồi, phải bán cái giá nó bị ố thôi. Gà cước nè, lưỡi gà đầy đủ nè. Đây mã số 7 giá cũng 250 bao ship nha cả nhà. Đây gà cước đầy đủ nha, lưỡi gà đầy đủ. Về tận gieo là xài thôi. Rồi tiếp đến là mã số 8. Đây mã số 8 có gói Tây Win 5.000. Thì gói Tây Win 5.000 này có thể mình gắn bừa cho con đời 2.000 nè. Đời 2.000 nè. Gắn bừa cho máy 2.1, 2.2 nha cả nhà. 2.5 thì nó gắn được hết nha. Rồi gắn vừa cho máy 5.000 và máy 6.000 luôn. Gói này khá là đẹp nha. Rồi thân cối là không có chạy chóc gì hết. Mặt cối này đây. Đây nó hơi bị ố đây xíu nha, thôi là nó bị ố thôi nha cả nhà, chứ không phải bị rỗ gì nha. Nó bị ố bắt đầu nó bị oxy quá, nó mờ cái là mờ cái lớp mạ này thôi nha. Rồi, đây mã số 8, giá bán là 450 bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 có cái khối Ultega 8000 BG nữa. Dòng này như là cái Ultega này là 2.2 thì phải nè. Dạng Ultega mà cái con mát màu vàng đồng á, như là ở dưới cái bụng má nó có một cái ớt mà màu mạ vàng gold luôn á cả nhà. Có này mới tin nè. Có này thì gắn vừa cho máy 6.000 và máy 8.000 luôn nha. Rồi, đây là mã số 9. Giá bán là 550 bao ship nha cả nhà. Đó, đầy đủ. Tiếp đến là mã số 10. Mã số 10 có cái cối của con Teola SW 6000 ha. Cái cối này như là của con máy đời 201. Máy đời 201 đây nó có bị ố đây nha cả nhà. Ố đây một dấu nha. Đây ha, đây ố đây dấu nè, không ảnh hưởng gì đến vấn đề mà mình sử dụng nha. Rồi nó chỉ có một dấu duy nhất đó thôi. Chỗ này nó dính gì nha nha. Một cấn, dấu cấn rất là nhẹ ha.
mã số 10, giá bán là 630 ship nha cả nhà. Đây mã 11, mã 11 cũng là con Tesla ha, có Tesla SW8000 cũng là 201 luôn nha. Thì cái có này nó cũng có vậy, nó cũng y vậy, đây nó cũng ố theo một dấu đó. Đây thôi, nó mới ba cái phần mà màu vàng này thôi nha cả nhà. Rồi nó chỉ có một dấu duy nhất vậy thôi. Có 8.000 này có thể gắn được và 6.000 nha, và 6.000 cũng gắn được 8.000 bình thường nữa nha. Rồi mã 11 bán 600 bao ship nha. Rồi tiếp tục mã 12, mã 12 đây có cái núm, núm tay quay nha, núm tay quay này như của con máy vít, của cái dòng máy mà máy tròn máy vít á, dòng như Shimano Oxy gì á, Oxy gì đó, dòng máy vít á. Đây cái núm máy tinh ha, tay quay. Cái núm này là của cái con máy ngang, máy tròn đó nha cả nhà, máy tròn đó, dòng máy vít. Nhưng mà cái này có thể gắn qua vào được con máy đứng nha. Gắn vào được máy đứng từ 6.000 cho tới 10.000 ha. Là gắn được cái tay quay này nha cả nhà. Gắn được cái núm này ha, núm vít rất là chắc, chắc tay luôn. Rồi. Mã 12. Giá bán là 400.000 bao ship nha. Đây là cái tay quay zin của hãng Shimano nha. Tay quay zin đó chứ không phải tay quay đậu. Rồi. Rồi tiếp tục nữa cả nhà, từ tên mã 13 ha. Từ mã 13 cho tới mã 20. Từ mã 13 tới mã 24 là cái cần câu nha cả nhà. Nó có gồm cái cần phíp và cần carbon ha, chỉ là cần tay thôi. Đây là mã 13 có mấy cây, bây giờ nó kèm vô trong được có mấy cây. Đây cái cần tay nha, cần tay 36 hàng phíp nha, cây này made in Korea, dài 36 nè, thu gọn 55 cm, nặng 120 gram, gồm có 8 lóng nha. Thì đây cái cần này nó còn mới tinh rồi nha. Đây in Korea, chất liệu là phíp nha cả nhà. 36 8 lóng thì cái cần này em kiểm tra thì nó chỉ tầm khoảng chừng 2h rưỡi gì đó thôi, tầm khoảng 2h vẫn cảm giác thôi nha cả nhà. Thì cây này mới tinh nè. Lâu lắm rồi em mới bán lại cần này, nó về nó kẹp vô thôi chứ em không có nhập. Hai bao quà rác gì đó, sợi thủy tinh ha. Rồi 3m6 nặng 120 gram, thu gọn là 55 cm nha cả nhà, gồm có 8 lóng ha. Thì cái lọ này nó khoảng 0.8 ly nha, lọ này khoảng 0.8, những cái cần này nó khoảng tầm 2h, nhiều lắm là 2h rưỡi thôi nha cả nhà, đến cảm giác ha. Rồi cây này thì mã 13 giá là 200.000 bao ship nha cả nhà.
200 ngàn bao ship ha. Đó. Đó tiền mà tiền bao bì với là tiền vận chuyển không là hết nửa cây cần rồi. Còn có 100 ngàn. Như cây cần Trung Quốc thôi. Như cây cần hàng chợ. Rồi, mã 13, giá 200 bao ship nha. Đây tới mã 14. Mã 14 cũng là cây cần fit nha cả nhà. Cây này là cây của hãng Takamiya. Dài 4,5 m ha. Đây dài 4,5 m nè. Dài 4,5 m. Giờ thu nó gần có 15 lóng nha cả nhà. Tại vì nó cần nó ngắn lắm nha. 15 lắm. Cái đọt nó là 0,9 nha. Cái này em không biết cái chữ này chữ gì ha. Nhưng mình chỉ đoán thôi. Thu gọn là 39 cm nè. Nặng 334 g. Cái góc là 30,5 mm ha. Góc này 30,5 mm. Góc này nó bằng kim loại nặng 3 cố luôn. Kim loại bằng nhôm bằng gì chất liệu phíp nha. Đúng là cái này nó gọi là có pha carbon này, nhưng mà mình cứ coi nó là phíp đi chứ không có carbon chẳng biết trong đây hơn. Vậy cho nó lại á bằng nhôm nặng quá cái tình ha, cho là khúc rồi. Thu gọn 39 cm, chưa được bốn tấc. Thì cái này em cũng kiểm tra rồi, nó cũng tầm khoảng chừng 2,5 h 3 h thôi nha cả nhà, chứ không có nhiều ha. Nó tầm 2,5 h để cho anh em mình đánh cảm giác chơi thôi. Được cái nó gọn. Có thể bỏ trong cốp xe được ha. Nó có 39 cm à. Cốp xe tay ga là bỏ vừa. Cái này nó bị xước nha cả nhà. Đây ha, tôi bị xước cái đường sơn này ha. Rồi, xước cái đường sơn nha, em kiểm tra rồi nha. Đây, xước cái đường sơn. Nó bị xước cái sơn này nha, hai đường, một đường, hai đường. Nó bị cả cát hay gì đó. Rồi, cây này em cũng bán 200 ngàn bao ship nha cả nhà. Mã 14. 200 ngàn bao ship ha. Được cái nó gọn. Rồi tiếp đến là mã 15. Đây mã 15. Mình sẽ cái nhà có cây ISO nhé. ISO hơi nhỏ mà hơi ngắn. 3,5 m. Đây là hàng của Ryobi nha cả nhà. Đây của hãng Ryobi ha. Đọt số 1 nè. 3,5 m. Thu gọn là 56 cm. Ngọn là 1 ly. Cái này là em không hiểu cái chữ này chữ gì ha, thử thôi mình cho ông xin qua nha. Là như là có 8 lóc. 8 lóc. Nặng 225 g. Góc là 22,5 mm ha. Hàng của Ryobi. Cây này là cây mới tinh chưa sử dụng nha, không được 2-3 cây gì đó. Ryobi ha.
chất liệu là phết, là khoen bát Fuji nhé, bát Fuji, khoen Fuji luôn. Khoen bát Fuji, cây mới tinh nha, mới tinh chưa sử dụng. Rồi màu đỏ, rồi giá bán chưa 250.000 bao ship nha cả nhà. Đây là 3,5 mét. Mã 16 ha, mã 16 cũng là cây y hệt vậy luôn, mà cây này 3,9 mét. Trang nha, mới tinh chưa sử dụng luôn. Đây VOV 3,9 mét ha, thu gọn 56 cm, gọn 1 ly, cũng gần có 9 lóng là 285 gram, góc là 24,5. Phần bát Fuji đầy đủ. Mới tinh chưa sử dụng nha cả nhà. Rồi, đây là mã 16, giá cũng 250 bao ship ha. Đến ISO. Đó là mã 17, mã 17 cũng vậy, cũng là một cây Ryobi y hệt vậy luôn. Y chang như cây 16 đó. Đuôi gọt số 1 3,9 luôn nha. Rồi giá bên nó bán 8.000 mấy. 8.800. 8.800. 8.800 cũng mắc, như cái tính là tiền Việt mà cũng nhiều quá nghe. Đây, vàng bát Fuji đầy đủ nha. Mới tin. Rồi. Đây mã 17 cũng là 250 bao ship nha cả nhà. Rồi tiền ống nước thì bao bì hết trơn rồi, hết cả 100.000 rồi ha. Tiền ống nước thì bao bì, tiền ship đi cũng rẻ, cũng cả 100.000 rồi. Cây cần nó chỉ còn có 100 mấy à. Rẻ hơn một cây cần cùng loại của Trung Quốc mà nó bán ngoài chợ trời nữa nha. Rồi. Mã 17 250 bao ship ha. Từ 18 trở đi là bắt đầu là cần carbon nha cả nhà. Đây. Đây mã 18. Mã 18 như thế cả nhà, cây cần chất liệu carbon ha, 4,5 mét của cái hãng gì vậy? Alpakin gì đó. 4,5 mét, cây cần này còn rất là đẹp nha. Cái đẹp em sẽ lướt qua nha cả nhà, nó chạy xước gì em sẽ báo cả nhà cho kỹ lưỡng ha. À, còn nào đẹp thì cho em lướt qua nha, cho nó nhanh bớt chút, nhanh được chút nào thì chút đó. Rồi cái con này cũng rất đẹp nha, của hãng Alpakin. Đây mã 18 nặng 120 gram, đọt của nó là đọt 1 ly nha cả nhà, góc là 20, cứng khoảng tầm khoảng 2,5 tới 3 h nha, dài 4,5 mét, thu gọn 55 cm, gồm có 10 lóng, giá bán là 350.000 bao ship nha cả nhà, chất liệu carbon nha, hai carbon còn cứng luôn. Rồi 350.000 bao ship nha, 18.
Rồi tiếp đến là mã 19. Đây, mã 19 cũng giới thiệu cả nhà qua cây carbon ha. Cây này của hãng Suzumi. Cây này, cây cần này rất là cái gốc này rất đẹp nha cả nhà. Nó thon, nó bầu ra. Đẹp lắm. Nhìn nó hay. Này ha, cây này mã 19. Nặng 130 gram. Nó là 0.8, gốc là 23, cứng tầm 3 tới 3,5 nha cả nhà. Cây này cứng tầm 3 tới 3,5 ha. Gồm dài là 4,5 m, thu gọn là 50 cm, gồm 11 lóng. Giá bán là 500.000 bao ship nha. Đây. Về cái lóng gốc nha. Bọn xoắn. Bọn xoắn luôn. Đẹp nha. Rồi, mã 14, đây mã 19, giá 500.000 bao ship nha, Suzumi. Đây, tiếp đến là mã 20. Mã 20 có cây dài 6,3 m. Sếp ba phải lóng lỡ, nó không biết, nó không có dài cũng không ngắn nữa nè. Chất liệu carbon. Cây này như của Olympus hay gì á. Cây này khá đẹp nha. Đây, mã 20, nặng 310 gram, gọn là 1 ly, gốc là 31, cứng tầm 2,5 tới 3 h, dài 6,3 m, thu gọn là 60 cm, gồm có 13 lóng nha cả nhà. Giá bán là 550.000 bao ship ha. Lóng gốc là đẹp nha. Bọn nó xoắn vòng vòng luôn rồi. Bọn nó xoắn vòng vòng. Ngon lắm, đẹp trai. Sáu mét ba, giá 550. 550 bao ship nha cả nhà. Mã 20. Tiếp đến là mã 21. Mã 21 có một cây lóng dài ha. Cây này thì như của Olympic nè, cái màu kiểu cần này của Olympic. Mã 21, nặng 110 gram,
gọn 1 ly, gốc là 21, cứng tầm 3H nha cả nhà. Dài 4m, thu gọn là 102cm, gồm 5 lóng ha. Giá là 350 bao ship nha. Chất liệu là carbon. Đây. Ngọn rất là lớn nha. Rất nảy luôn. Dài quá. Dài biết sao. Cái đầu này nè, là hôm bữa là họ quấn chỉ nha. Đó, họ quấn chỉ. Họ quấn chỉ, họ nhỏ keo vô. Em về em cạo ra để em kiểm tra nó có bị tét hay không ha. Thì nó còn nguyên nha. Cạo ra xong rồi không biết làm sao, cái bà nó để vậy luôn đi. Rồi, giá chỉ có 350 bao ship nha cả nhà. Được carbon. Ồ, cái này nhìn nó rất là dày. Đây ha. Rồi, mã 21 giá là 350 bao ship. Tới mã 22. 22. Đây có một cây là cần tay dạng rắp khúc nha cả nhà. Nói chung là có được 3 cây nha. Cây này rất hai cây này rất ba cây này rất là đẹp luôn nè. Cây này của Olympic nè. Tổng số cái này là 22, nặng 150g, mà ngọn 0.8, gốc là 24, cứng tầm 2-2.5 nha nha. Dài 4.5m, thu gọn là 100cm, gồm có 10 lóng, đây gồm có 5 lóng nha. Giá bán là 450 bao ship. Đây là cái ngọn của nó nha. Mấy cái này em câu cảm giác. Chồng là mấy cái này rất là đẹp nha. Cái đẹp luôn á. Trong này nó ba cây này nó con cây hoa cực kỳ đẹp luôn nha. Mã 22 giá là 450 bao ship ha. Tiếp đến là mã 23. Đây một cây giả trúc cần, cũng là cần ráp khúc nha cả nhà. Giả trúc ha, rất là đẹp luôn. Đây hai cái con của hãng gì đó, nó để cái chữ Nhật chữ Tàu gì đó không biết đâu. Rồi, thông số cái này là mã 23, nặng 220g, ngọn là 0.8, gốc 25, cứng tầm 2-2.5 thôi nha. Cây này thì dài 6m3, thu gọn là 100cm, gồm có 7 lóng. Giá bán là 500.000 bao ship nha. Anh em là chơi cần này thì biết cách câu chứ em là thua. Cần ráp khúc này em câu hồi con cá nó ăn luôn, nó lâu luôn, một khúc nó chạy luôn. Dạ. Yeah. Nhỏ là con cá bột đặc nha. Đây, con đặc. Đấy, con cá bột đặc luôn.
Cho mấy cái này kiểm tra hết rồi, đẹp cũng nha nha. Cái chỗ này nó chặt quá, em rút ra nó. Cái lóng ở trong rất là đẹp nha. Đây là quà tam thì em quay về em gửi riêng cái mấy cái cần này cho nhà xem á, cho nó dễ chứ còn dạ. Rồi mã 22, mã 22 giá 500.000 bao ship nhé. Ở mã 23, mã 23 giá 500 bao ship nha cả nhà. Đến mã 24. Rồi mã 24 có một cây đai hoa ha, cây rấp khúc. Cây này em sưu tầm được này, nó cực kỳ mới luôn nha. Đai hoa carbon gold. Cây này thông số nó mã 24 nặng 220g, ngọn 0.8, gốc 26, cứng tầm 2 tới 2,5 ha. Nó có thể cứng hơn 3 hát, khoảng 3 hát nha, mà em báo là nó, em báo nó thụt lại chút nha để cho nó dễ. Đó, em báo 2 tới 2,5 hát, dài 6m3, thu gọn là 103cm, rồi có 7 lóng nha. Giá bán là 650 bao ship nha cả nhà. Anh đây qua cây này đẹp cực kỳ luôn, đây có thể sưu tầm chơi được ha. Mấy cái này kiểm tra hết rồi nha cả nhà. Cả nhà quan tâm cây nào thì cứ nhắn em trực tiếp luôn nha. Em quay lại từng lóng rồi em gửi cho cả nhà xem qua Zalo nha. Để cho nó rút ngắn thời gian bớt. Chứ mấy cái cây này rút ra coi từng lóng rất là mất thời gian ha. Nhưng mà nó, cái mấy cây này em đã kiểm tra hết rồi. Riêng cái cây này đẹp cực kỳ nha. Rồi mã 24 giá là 650 bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục là từ mã 25 cho tới mã 38 là máy câu nha cả nhà. Rồi tiếp tục mã 25, mã 25 thì cả nhà con C nha, C đây qua C 2000. Con này còn rất là đẹp nha, size chuẩn 2000, dòng xe dòng của thằng China xuất Nhật nha. Và con máy này rất là nhẹ, rất mượt, rung ru rất rượt. Mấy con máy này sắp Tết rồi em bán cái giá nó cực kỳ, làm nói chung là cái giá nó rất là tốt nha cả nhà. 2 triệu ABS đầy đủ, theo quay gặp đổi tay trái phải bình thường ha. Con này nó vẫn còn hợp nha. Radio 4.7 nặng 265g, tải 2kg, dây số 2 vô được 150, số 3 được 100, số 4 được 70, chạy bằng 5 mặt đạn, thu dây 62cm ha. Cái thân con này bằng kim loại nè. Đây, metal body này cái nha. Body. Rồi. Mã số 25. Giá bán là 550 bao ship nha. Giá cực kỳ ngon ha. Rồi, tiếp đến là mã 26. 26 con Tây Win 1000 nha. Con này đời 1992. 1992. Tây Win Power 1000. Mình sống đi gà đầy đủ. Con này cũng còn khá là đẹp nha. Đây, nó có chạy một vài dấu gì đây nha. Chạy vài dấu li ti chỗ này. Đó, nó chỉ có chạy như đó thôi. Thông số con này là dây 1.5 cho được 130m.
Số 2 vô được 100. Số 3 vô được 65m. Dòng này nó chưa có ABS gì đâu nha cả nhà. Hoạt động rất là ngon lành ha. Dòng này nó có cốt trợ lực nha, nó xài trợ lực và mặt đạn nha. Đây, xài trợ lực và mặt đạn. Nhà đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Hai chiều. Đây cái này nó có cái trên cái cối này nó có cấn một dấu ha. Không ảnh hưởng gì vấn đề ra dây nha. Đây cái ra dây ra bếp trong này ha. Vì đây cối này nó giác, nó giác. Đây. Đây nó giác cái chiều rồi xéo xuống rồi nè. Không ảnh hưởng gì vấn đề ra dây mình hết ha. Rồi. Mã 26, nặng 220g, giá bán là 600.000 bao ship nha cả nhà. Từ Win. Tiếp đến là mã 27. 27 giới thiệu cả nhà con Dream Kit ha. Dream Kit 2000, thì size nó được là size 2000 luôn nha. Con này là cối sông. Về số 2 vô được 150 nha, số 3 được 100, thì con này còn rất là đẹp nha. Cốt trợ lực đầy đủ, mình sống đi gà ngon lành. Động nhẹ tay em rung, ABS đầy đủ luôn ha. Hai chiều, đổ ra trái phải bình thường nha. Thì con này là hàng Thái Lan. Giá bán rất là tốt nữa nha. Mã 27, nặng 250g, giá bán chỉ 1.1 triệu bao ship ha. Giá hiện tại giờ rất là tốt cho con máy này nha. 1.1 triệu bao ship. Máy còn đẹp cực kỳ luôn. Rồi tiếp đến mã 28. 28 là con kit 2004. 2004 size nó khoảng tầm khoảng 2000. GB 0.6 đường 100m nha nha. Dòng 2004 thì nó tiếng rắc nó kia nghe rất là đã ha. Cái cối này là mình nhìn nó có cái ánh đèn nó rọi vô, thử nó mình thấy nó xước lông mèo này ha, nhưng mà thực tế cạp ở ngoài không có ánh đèn rọi vô thì nó lại không thấy nha cả nhà, rất là ít nha, không có ánh đèn rọi vô nó lại ít. Cái phần này chưa có xước luôn nữa. Thông số nó gọi nguyên số của dòng kit này là rất là dở luôn. Con này cũng khá là đẹp ha. Trời, hoạt động thì nhẹ tay, em ru. Hai chiều. Đổi ra trái phải bình thường nha cả nhà. ABS đầy đủ. Rồi mã 28, nặng 220g, giá bán là 1.2 triệu bao ship nha. Giá cực kỳ thật tốt cho con này luôn. Giá cuối năm giờ. Tiếp đến là mã 29. Mã 29 có con Rewa Reward 2506H. Dùng tua nhanh và tay quay đôi nha, DH và tay quay đôi, có nông. Con này thì mới tin.
kẹt. Động nhẹ tay ha. Đường ru luôn. ABS đầy đủ. Buôn sóng lưỡi gà ngon lành. Hai chiều. Rồi, đây qua đi quát. Radio 5.6, thu dây 84cm, tải 4kg, nặng 295g, chạy 5 bạc đạn. Con này đời 2015. Như là còn sách luôn cái nhà nè, hàng Việt Nam xuất Nhật ha. Giá bán là 850.000 bao ship nha. Mã 29, 850.000 bao ship. Rộng cực kỳ nhẹ luôn, mượt luôn, cũng ru. Nói mới tin. Đến mã 30. Mã 30 giới thiệu cái nhà con sơ test quyết tâm ha. Con này đã được độ cối và độ tay quay, độ đến chống độ. Máy này còn rất là đẹp nha. Con sơ test quyết tâm 2506. Động nhà tay ru. Tay quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường. Con này có cối này có nông nha, cối tay trong máy này có nông, có độ rồi có nông. Rồi thì cái bụng này, con này thì đẹp nha. Đây. Mấy cái phần này thì đẹp hết nè, đẹp keng nè. Đây có phần dưới bụng nè, nó xài nó bị trầy nè. Trầy đây ha. Và đây nó có một cái đường răng nè. Rồi. Vì cái phần này em tính đây. Con này nó sẽ có được cái túi nha. Đây là một cái miếng ốp của cái bụng sau ha. Cái nhà có thể đẩy cái này để mình sử dụng, chừng nào nó hư cho mình thay. Đấy, vậy thôi, có được cái miếng sơ cua, thử mình sử dụng thoải mái. Lần này em tặng thêm một cái cối. Cối này là cối của em dư một cái cối con Luviat nha, hay Luviat 2.5, cối sâu. Thì gắn vào đây y chang này nha. Đó. Cái nhà đem về thích chơi có nông thì chơi có sâu thì chơi ha. Cái này cả nhà có thể chùi nó ra được để lấy cái có nhôm không thôi đó, hoặc là để luôn cũng sao ha. Có này còn rất là đẹp nha, chuyển vào y hệt không khác gì hết đó, coi như là hai có cạn và có sâu. Rồi vậy cho cả nhà dễ chơi. Đây là mã 30, nặng 280g, giá bán chỉ có 2.1 triệu bao ship nha cả nhà. Sơ test quyết tâm luôn ha. Đó, đầy đủ đồ chơi. Rồi tiếp. Tiếp tục là đến mã 31. 31 giới thiệu đến cái nhà con sơ test 3.000. Thì 3.000. Sơ test 3.000 thì size tương ứng nó sẽ là size 4.000 của Shimano mình nha cả nhà. Đây về số 4 được 150 ha. Máy này còn khá là đẹp nè. Động nhẹ tay. Dùng sơ test về mặt định nó là có cốt trợ lực hết rồi ha. Nó của Nhật thôi chứ không có của nước nào khác hết. Đường sóng đi ra đầy đủ nha. Ngon lành. Con này thì hai cái phần mạ rơm này nó hơi xước lông mèo khá là nhiều. Thử ra mình nhìn thấy. Nhưng mà để ra khỏi cánh đèn này nhìn nó khác nha. Để ra khỏi cánh đèn nhìn nó đỡ hơn nhiều lắm.
thì cái đèn này rọi vô là thấy hết trơn. Thì con này còn đầy đủ phụ kiện hết nha cả nhà. Radio 4.8 nặng 285g, tải 7kg, dây số 3 cho được 200, số 4 được 150, số 5 được 120, thu dây là 81cm, chạy bằng 9 cái bạc đạn ha. Con này đầy đủ đồ nha, túi lồng đạn và sắt các thứ nha. Rồi mã 31 sơ test, giá bán chỉ là 2.200.000 bao ship nha nha, giá rất là tốt rồi ha, chỉ có cuối năm có giá đó. Rồi tiếp tục đến mã 32 giới thiệu cái nhà con Cardia, Cardia LT 4000 CXH, dòng này đời 2021, dòng như đời mới nhất của thằng Cardia. Con này hàng Việt Nam xuất nhập cho cả nhà, con máy còn khá là đẹp luôn. Rồi mình sống đi ra đầy đủ, dòng này có cốt trợ lực và mặt siêu ngắn mạng đầy đủ nha cả nhà. Tay quay là tay quay dặn răng, đổi tay cái phải bình thường, và dòng đặc biệt dòng này nó chỉ có một chiều thôi nha. Đấy, chỉ có một chiều thôi, mặt siêu kháng mạng, cốt trợ lực đầy đủ. Nhựa tân ha, đặc biệt cái dòng mà có mặt siêu nữa sẽ có cái miếng xè xè đó nha. Rồi đặc trưng của thằng mặt siêu đó có tiếng xè 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 xè. Con này cũng vậy, cũng đầy đủ đồ ha, túi sắt đồng đền các thứ, túi là đồng đền sắt đầy đủ luôn. Cardia con này là hàng Việt Nam xuất nhập nha cả nhà, đời 2021. Đây radio 6.2 đàn 230g, mát 12kg, tu dây 99cm, chạy 6 bậc đạn, dây là dây ri lông 12LB 0.28, là dây từ dây số 4 chưa được 150m, dây dây BE 1.5 vô được 200m. Rồi con này phải 12kg, khỏe ha. Đây mã 32, giá bán là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Đó. Em giảm giá tới hết mức có thể luôn ha. Cho em chơi cuối năm rồi. Tiếp đến là mã 33. 33 có một sơ test 4.000. Sơ test 4.000 thì size tương ứng của nó sẽ là size 6.000 của Shimano nha. Đây cứ số 6 được 150, số 5 được 200. Cái máy còn rất là đẹp nha cả nhà. Còn VC. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Rất là đẹp luôn. Đây cái chân máy nè, nó có chóp một cái dấu gì nha. Thì thân này, thân cái máy này toàn thân nó bằng kim loại ha. Để ra cái vấn đề chóp sơn này, vấn đề không tránh khỏi. Rồi, một dấu, hai dấu nè. Đây một tí nè, đây, ráp vô cái chân cần, chân ráp vô cần là không thấy nữa ha. Nó chỉ có một bên thôi.
là đẹp luôn. Màu đồng này, nhẹ cực kỳ. Dòng này là của mặt định là của Nhật rồi, nó cốt trợ lực đầy đủ nha. Em khỏi mở ra thôi ha. Nhưng sự test là nó có cốt trợ lực hết rồi. Rồi tay quay dặn ra, đổi tay trái phải bình thường. Giá bán con này cũng rất là tốt nha cả nhà. Đây, mã 33, nặng 370g, giá bán là 2.8 triệu bao ship ha. Cho ra nó chỉ bằng một cái con kit 4.000 thôi ha. Mà trong khi cái con này xài nó cao cấp hơn con kit rất là nhiều nha. Cao cấp hơn cái con kit 4.000 rất là nhiều luôn. Rồi giá như bằng kết 4.000. Mã 33, giá 2.8 triệu bao ship nha. Rồi tiếp đến là mã 34 giới thiệu cả nhà con Dawa. Con này Dawa Lesa LT6000D. Con máy này cũng còn nhập cũng đẹp, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi chỉnh 6.000. Con này có mạch siêu, kháng mặn đầy đủ. Ngược lại cái dòng này nó không có cốt trợ lực nha cả nhà. Tay quay dàn răng, đổi tay trái phải bình thường nha. Người sống như là đầy đủ. Dòng lưỡi xa này nó cũng mắc lắm. Hai chiều. Rồi, dòng lưỡi xa này của China xuất nhập nha cả nhà. Mã 34, nặng 375g, giá bán chưa 1.7 triệu bao ship nha. Máy còn mới luôn. Máy còn đẹp cực kỳ luôn đấy. Đây chưa có xước lông mèo, chưa có gì luôn nha. Radio 5.7 à. Rồi. Mã 34, giá là 1.7 triệu bao ship nha. Tiếp đến là mã 35 giới thiệu với nhà con Navi. Đây là con Navi 8000VG. Dòng này nó xài mặt đạn ARB gắn ngoạn hết nha cả nhà. Để đánh biển vô tư nha. Rồi chia số 8 cho được 160m. JBE số 6 lượng 180m luôn ha. Nhìn sống đi ra đầy đủ. Con này còn rất là đẹp nha. Quay vô tay luôn ha. Đây cái có của nó đây, nó có sợ ố một dấu ở chỗ này thôi nha cả nhà. Một tí tì ở đây ha. Rất là đẹp luôn. Dây tân ABS đầy đủ nha. Tay quay nó sẽ là tay quay dặn răng nha. Đổi tay trái phải bình thường. Rồi,
hai chiều như tay em ru. Hôm nay là hàng Malai mã 35 nặng 580 gram, giá bán như 1.400.000 bao ship nha cả nhà, 8.000. Đánh biển, đánh trà, đánh gì đánh thoải mái luôn. Rất đầy đủ nha. Tiếp đến là mã 36. Đây, mã 36 thì cả nhà còn được con rim ha. Đây qua và rim 3520BSH. Đây, con máy còn tương đối đẹp nha. Nói chung là nó máy còn tương đối. Cốt trợ lực đầy đủ nha. Dòng này cốt trợ lực đầy đủ. Đây, mã này ra cả nhà xem. Thì size 3520 này nó tương đương nó size 6.000 á. Đây, cốt trợ lực đầy đủ nha. Tương đương size 5.000 và 6.000 nha cả nhà. Buồn sóng đi ra đầy đủ. Có hơi xuất xứ nè. Mọi người lại bù lại cái giá bán cực kỳ rẻ nè. Đây hoạt động thì êm, mượt. Nó có tội là nó kêu các bạn đã trả ngược nha. Quay tốc độ cao các bạn đã trả ngược nó sẽ kêu. Đó, còn quay bình thường như vậy thì nó không nghe. Nó quay tốc độ nhanh á thì sẽ nghe các bạn đã trả ngược nó kêu. Rồi mình quay cá có bao giờ quay nhanh vậy được đâu. Quay cái này là hết ga rồi. Nó quay nhanh nó sẽ kêu bạn đã trả ngược ha. Anh em rồi về có thể mở bạn đã trả ngược ra vệ sinh lại là ok. Rồi đây, đổi tay trái phải bình thường nha. Đây, hai chiều rồi. Hai bếp đầy đủ. Đang cước ngon lành đó. Con này hàng China xuất Nhật nha. Mã 36 nặng 365 gram, giá bán chỉ có 750.000 bao ship nha cả nhà. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp đến là mã 37. 37 đây là con Verim. Con Verim 3500 thì con này rồi sao con kia. Con này đợi sao con đó, con này có kháng mặn nè, kháng mặn đầy đủ nè, mặt siêu kháng mặn và cốt trợ lực. Đó, đầy đủ luôn ha. Rồi. Con này là được cái cối, mình thích cái cối đẹp nè. JB số 2 vừa được 300. 2.5 vừa được 250m. Đây, size 5.000. Cứ số 5 vừa được 150m nha cả nhà. Dây đi lông này số 5 vừa được 150m ha. Mình sống đi ra đầy đủ. Cước ngon lành, lăn cước hoạt động trơn tru luôn. Đây con này nó cũng chạy ở dưới cái phần này nhé, chạy dưới phần mạ rơm này là một chảo nè. Đây đây nó chạy dưới này hơi nhiều nè, hai chỗ nè, ở ngay cái đầu tay quay đó. Chỉ có như vậy thôi nha, còn hoạt động của nó thì cực kỳ nhẹ luôn, hoạt động thì mất cực mất luôn. ABS đầy đủ, đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Hoạt động thì gọi là nó cực kỳ mượt và nhẹ luôn á. Hai chiều này. Rồi
đây con này mã 37, cũng là hàng China xuất Nhật nha, nặng 395 gram, giá bán chỉ 900.000 bao ship nha cả nhà. Xe 5.000, 900.000 có bạc siêu kháng mặn, cốp trợ lực đầy đủ, xe lớn. Rồi đây tới mã 38 là mã cuối cùng ha. Thì cái nhà con này là con có nông, con này con pin choi nè, xịn nôi pin choi, pin choi ST. Super Aero pin choi ST. Đây là thông số dây nằm đầu trại. À, đây. Đây JBE 0.8 được 250m, số 1 được 200 và 1.2 được 160m nha. Con này bản thân của nó là cái con cối cối chết nha cả nhà. Rồi, hoạt động thì dễ tưng ha. Nội tại trái phải bình thường, ABS ngon lành. Cước nhẹ, đang cước hoạt động ngon lành nha. Đây chỗ này nó có bị nứt một đường này của cái sóng lưng này nè ha, không ảnh hưởng gì hết. Con này là mô bin chết nha, nhưng mà có cách để sử dụng thành mô bin sống rất là đơn giản ha. Để đổi tay trái phải bình thường rồi, đây cả nhà có thể sử dụng như vậy nha. Hiện tại giờ đang mô bin chết rồi ha. Còn em khoái sử dụng nó là cái chỗ mình đổi lại được rất là dễ luôn. Rồi giờ cả nhà lấy cái này ra, lấy cái hình mà như cái phi tiêu ngoài ra nè. Rồi ấn vô, gắn cối vô ha. Rồi mình đi sống rồi nè đó. Mình lấy cái này gắn ngoài. Rồi là xong thành mô bin sống nha. Đó, nó không có tiếng lửa gà thôi mà xài mô bin sống vô tư đó. Đây, giờ thành mô bin sống rồi nè ha. Đây, đó cái cứng cũng cứng nhắc xả ra nè đó, rất là đơn giản luôn. Đấy, khoái con này đúng xài chết là xài chết, còn xài sống là xài sống rồi. Đó. Đó, trở thành mô bin sống rồi. Đó. Đó. Cứng lại cái rồi chứ nha. Quá đã ha. Đơn giản. Còn để luôn. Nó biến quá mà. Phải ra mới vô. Đó là mô bin chết nha. Mà muốn xài sống là xài ha. Đó, nó rất là đơn giản thôi, không có chế với biến gì hết trơn á, chứ tháo ra gắn vô là xong đó, khỏi cần phải chế độ chế gì hết. Rồi rồi con này mã 38 Malaysia, nặng 540 gram, giá bán trên 600.000 bao ship nha cả nhà. Rồi đó, nó chấm dầu đầy đủ nha, đầu tay trái phải bình thường đó. Muốn xài bộ pin chết là xài, muốn xài sống là mình xài ha, chỉ cái việc tháo ra lắp vô là xong. Rồi em vừa giới thiệu đến cả nhà 38 mã hàng ha. Cả nhà quan tâm cái mã hàng nào thì cứ xin vui lòng nhắn tin hoặc là điện thoại qua trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo nha cả nhà. Số điện thoại có để dưới phần tiêu đề ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Có thể video này sẽ là video cuối của cái năm này nha cả nhà. Có thể xong cái video này em sẽ nghỉ Tết. Em tính lên một cái video nữa mà em sợ không kịp ha. Thử ra thôi. Có gì để em chúc Tết cả nhà trước. Chúc cả nhà có một năm mới luôn mạnh khỏe nha. Và sự như ý ha. Và đặc biệt là rất gặp thật nhiều may mắn nha cả nhà. Bình an trong năm mới này nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong cái năm vừa qua ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp. Rồi chúc cả nhà Tết vui vẻ nha. Bye bye.